Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018 có những nội dung chính sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công. Hội thảo khởi động dự án trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng. Quảng Ninh huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng cơ bản. Ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đẩy mạnh phong trào tự học. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 29 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021, phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia thảo luận tại Quốc hội về vấn đề đầu tư công. Báo cáo 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã cơ bản đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công của 2 năm còn lại. Điều đáng ghi nhận là cơ cấu vốn đầu tư công chuyển dịch theo hướng phù hợp hơn với hướng đầu tư giai đoạn 2016-2020, tăng tỷ trọng đầu tư các ngành giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, lĩnh vực hạ tầng, thu hồi hoàn vốn ứng trước. Tốc độ giải ngân, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng tăng, có sự cải thiện rõ rệt. Khắc phục được tình trạng dự án đầu tư vượt kế hoạch được giao, gây nợ đồng xây dựng cơ bản, cắt khúc đầu tư công. Khắc phục được tình trạng nội dung chuẩn bị dự án sơ sài, phê duyệt hình thức để được ghi vốn dẫn đến phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần, bố trí vốn gian trải, kéo dài thời gian thi công, gây lãng phí, thất thoát, giảm hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, vẫn còn một số vấn đề được đại biểu Quốc hội kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn còn lặp đi lặp lại. Báo cáo của chính phủ nêu khả năng cân đối ngân sách bố trí hàng năm gặp nhiều khó khăn. Việc lựa chọn dự án phù hợp để đưa vào kế hoạch đầu tư còn nhiều bất cập. Các bộ ngành địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện, chưa có giải pháp cụ thể để lựa chọn các dự án tối ưu, giải quyết được tình trạng mất cân đối, đáp ứng nguồn vốn. Việc giao kế hoạch đầu tư công cho các bộ ngành địa phương còn chậm. Báo cáo của thẩm tra Ủy ban Tài chính Ngân sách còn nêu tình trạng đầu tư dàn trải dang dở, nhiều dự án bị giãn hoãn tiến độ, nợ đồng chậm vốn không đúng tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn trung hạn còn chậm, chưa đảm bảo tính ổn định, giao vốn nhiều lần, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, việc đẩy nhanh các tiến độ trong các dự án chưa đạt yêu cầu đề ra. Thì cái này tôi cũng rất là chia sẻ với chính phủ, có những nhiều điều là còn tồn tại trong nhiều năm. Nhiều đại biểu thì trong phát biểu là kiến nghị là phải đầu tư có trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải. Nhưng mà sau đó lại là kiến nghị là tỉnh mình là lĩnh vực này là lĩnh vực kia là tôi thấy là những cái điều này cũng rất là khó khăn và cũng rất là chia sẻ với chính phủ với bộ kế hoạch đầu tư. Điều tôi đáng quan tâm mà tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của đại biểu Mai là báo cáo chưa nêu được cụ thể đầu tư công thời gian qua có bao nhiêu đầu tư có hiệu quả, bao nhiêu đầu tư thua lỗ, bao nhiêu dự án cần được xem xét kiến nghị điều tra, xem xét và truy tố, nguyên nhân giải pháp xử lý, tỉnh nào, doanh nghiệp nào là tốt và doanh nghiệp nào là chưa tốt. Có như thế mới xác định được trách nhiệm tổ chức cá nhân để xử lý nghiêm, làm bài học cho tổ chức trong quản lý và hy vọng ngăn chặn được tình trạng thất thoát lãng phí vốn như thời gian qua. Cụ thể, nhiệm kỳ, đầu nhiệm kỳ là có nêu 5 năm dự án thì tôi cũng có chất vấn là giải pháp xử lý như thế nào và có dự án nào mà nữa không thì sau đó là có đưa ra là thêm là 10, hiện nay là 12 dự án. Gần đây thì theo đánh giá của Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10 năm 2017 thì Việt Nam thuộc nước nợ công cao. Thực tế, đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính đã có rất nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong thực hiện vấn đề là nợ công và nguy hiểm. Cán cân tài chính đang đối mặt với rất nhiều rủi ro. Nguyên nhân chủ yếu là hậu quả của đầu tư công không hiệu quả, kỷ luật ngân sách yếu, phân cấp ngân sách không hiệu quả. Tháng 10 năm 2017, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã công bố tình trạng việc đầu tư không hiệu quả,
trước nhiệm kỳ này không phải là 12 dự án mà 72 dự án, gây thất thoát 42.000 tỷ đồng, làm tăng gánh nặng trong ngân sách, nhiều dự án dang dở, chậm tiến độ. Từ những vấn đề còn bất cập đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị: Một, chính phủ cần phải tiếp tục chỉ đạo bổ sung vào các báo cáo thanh tra xử lý các sai phạm thời gian qua. Đến đâu, bao nhiêu dự án được phục hồi, số lượng kinh phí được thu hồi, bao nhiêu dự án phá sản, mức độ xử lý nghiêm các sai phạm các tổ chức cá nhân để cảnh báo răn đe, đồng thời rút kinh nghiệm cho các giải pháp đầu tư công trong thời gian sắp tới. Hai, Quốc hội, Chính phủ phải cho rà soát tổng thể để có giải pháp xử lý cụ thể từng nguyên nhân hạn chế nêu trong báo cáo như luật, pháp còn nhiều điểm chưa hợp lý, thiếu thống nhất, thiếu chi tiết, hướng dẫn chậm, làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính làm khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ thực hiện. Xử lý nghiêm các vi phạm không tuân thủ pháp luật thì văn bản pháp luật mâu thuẫn chồng chéo chưa hợp lý cần sửa đổi ngay, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo nguồn thu cho quốc gia và doanh nghiệp. Trước kia nhiều lãnh đạo là dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng mà đây thì rất là khó thực hiện cái điều này. Chắc chắn ai dám làm, dám chịu trách nhiệm mà khi vi phạm thì bị xử lý. Cụ thể, trong nghị định 67 thì cái nghị định này rất là tốt, quản lý rất là chặt, nhưng mà cần phải làm rõ thêm ở chỗ là cái phần nào thì giao cho tỉnh, phần nào thì giao cho chính phủ. Đấu thầu trên đất mà mức độ dưới 1 tỷ thì cũng nên giao cho tỉnh, chứ cũng cần phải là xin lên ý kiến chính phủ. Hoặc là cái nào chỉ định thầu mà mức độ nào thì giao chính phủ. Rồi các cái trường hợp mà phân các cái dự án mà đất mà thuộc nông lâm trường thì không nên là phải đưa vào đấu thầu. Thì tôi đề nghị cái chỗ này là phải xem xét để điều chỉnh. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng đề nghị chính phủ, các bộ ngành liên quan cần có giải pháp khắc phục tình trạng một số nơi chất lượng cán bộ yếu, chấp hành pháp luật chưa nghiêm, kiểm tra, đánh giá chưa sát, chất lượng dự toán không phù hợp, quyết định đầu tư chưa đúng. Đồng thời nhấn mạnh những hạn chế kể trên không phải mới, vì vậy cần phải có những giải pháp quyết liệt để tạo được bước đột phá, làm chuyển biến nhận thức trong sử dụng vốn đầu tư công, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới. Hôm nay ngày 29 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Bố Trạch khóa 18 đã tổ chức hội nghị liên tịch để bàn các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8. Xác định đây là kỳ họp quan trọng cuối năm, vì vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch đã chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp, trong đó chú trọng chất lượng các báo cáo tại kỳ họp, tổng hợp ý kiến chất vấn của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri để giao cho các ngành liên quan trả lời tại kỳ họp. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Bố Trạch sắp tới dự kiến sẽ thông qua 14 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, báo cáo thẩm tra của các ban, thông qua 9 tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, nghe đại diện các ngành trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri, thông qua 10 nghị quyết quan trọng về chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân năm 2019. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, 5 năm tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2018. Trong 5 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức hơn 1.300 hội nghị với hơn 57.500 lượt người tham gia tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã, thị trấn. Phối hợp với Sở Tư pháp, tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải cơ sở cho gần 1.000 lượt người, cấp phát 280 bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 140 tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Phối hợp với Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức 6 hội nghị tập huấn với gần 600 đối tượng là cán bộ, hội viên Hội Nông dân, tổ trưởng tổ hòa giải. Kết quả hòa giải thành công 905 vụ việc, chiếm 92,8%. Qua 5 năm thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức 83 hội nghị phổ biến pháp luật với trên 2.100 lượt người tham gia, tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, tiến hành cấp phát hàng trăm tờ rơi về hiến pháp, pháp luật, về luật phòng chống tham nhũng, luật phòng chống ma túy. Tại hội nghị, 5 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành luật hòa giải cơ sở và 5 năm thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại huyện Lệ Thủy, thời gian ngày 31 tháng 10 năm 2018, buổi chiều tại hội trường thị trấn Kiển Giang, đại biểu tiếp xúc ông Lê Thuần Văn. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hoa Thủy, ông Trần Văn Tuân,
bà Trương Thị Phương Lan. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Cam Thủy, ông Nguyễn Quang Năm, ông Dương Văn Hùng. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Văn Thủy, ông Phạm Quang Hải, bà Dương Thị Chanh. Tại huyện Quảng Ninh, ngày 1 tháng 11 năm 2018, buổi sáng, địa điểm tiếp xúc cử tri, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Lương Ninh, ông Nguyễn Xuân Quang, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Hùng. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân, ông Ngô Hồng Quân, ông Phan Trần Nam. Tại thành phố Đồng Hới, ngày 31 tháng 10 năm 2018, buổi sáng, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú. Đại biểu tiếp xúc: ông Nguyễn Công Huấn, ông Hoàng Văn Tâm, Hòa thượng Thích Tảnh Nhiếp, ông Nguyễn Việt Hải. Buổi chiều, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Bảo Ninh, đại biểu tiếp xúc: ông Nguyễn Công Huấn, ông Hoàng Văn Tâm, Hòa thượng Thích Tảnh Nhiếp, ông Nguyễn Việt Hải. Tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Đức Ninh Đông, đại biểu tiếp xúc: ông Trần Công Thuật, ông Nguyễn Lương Bình, bà Nguyễn Thị Trung. Tại huyện Bố Trạch, ngày 31 tháng 10 năm 2018, buổi sáng, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Đại Trạch, đại biểu tiếp xúc: ông Hoàng Đăng Quang, ông Lê Công Toán. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Trạch, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ông Trần Phong. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch, ông Nguyễn Trường Sơn, ông Phan Văn Mạc, ông Phạm Thải Quý. Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Liên Trạch, ông Phan Văn Gòn, ông Võ Minh Hoài. Tại thị xã Ba Đồn, ngày 31 tháng 10 năm 2018, buổi sáng, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Thủy, đại biểu tiếp xúc: ông Trần Thắng, ông Mai Xuân Hạp, ông Hồ Thải Bạch. Buổi chiều, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Ba Đồn, ông Trương An Ninh, bà Phạm Thị Hân, ông Trần Sơn Tùng. Tại huyện Quảng Trạch, ngày 1 tháng 11 năm 2018, buổi sáng, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Xuân, đại biểu tiếp xúc: ông Từ Hồng Sơn, ông Đầu Minh Ngọc, ông Đoàn Lương Khuê. Buổi chiều, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Lưu, đại biểu tiếp xúc: ông Nguyễn Đức Cường, ông Trần Quốc Tuấn, ông Đầu Minh Ngọc, ông Phan Thanh Sơn. Tại huyện Tuyên Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2018, buổi sáng, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tiến Hóa, đại biểu tiếp xúc: ông Trần Hải Châu, ông Hoàng Minh Đề, ông Hoàng Xuân Vĩnh, ông Hoàng Xuân Tân, bà Phạm Thị Duyên. Buổi chiều, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Hóa, đại biểu tiếp xúc: ông Trần Hải Châu, ông Hoàng Minh Đề, ông Hoàng Xuân Vĩnh, ông Hoàng Xuân Tân, bà Phạm Thị Duyên. Tại huyện Minh Hóa, ngày 1 tháng 11 năm 2018, buổi sáng, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Trung Hóa, đại biểu tiếp xúc: ông Đinh Quỷ Nhân, ông Bùi Anh Tuấn, bà Đinh Thị Chuẩn. Buổi chiều, địa điểm tiếp xúc cử tri tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hồng Hóa, đại biểu tiếp xúc: ông Đinh Quỷ Nhân, ông Bùi Anh Tuấn, bà Đinh Thị Chuẩn. Thời gian hội nghị: buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Ninh huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng cơ bản. Ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đẩy mạnh phong trào tự học. Từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Ninh đã huy động trên 137 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm 2017. Từ các nguồn vốn trung ương và địa phương, huyện Quảng Ninh đã triển khai thi công các công trình chuyển tiếp của năm 2017, tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành, các công trình hoàn thành theo từng giai đoạn để thực hiện giải ngân vốn theo kế hoạch năm 2018, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, triển khai thi công các công trình xây dựng mới. Ngoài ra, huyện đã triển khai thi công các công trình xây dựng mới như sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa trung tâm huyện, nhà hiệu bộ trường tiểu học Văn Ninh, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non An Ninh, trường tiểu học Long Sơn, xã Trường Sơn. Hiện nay, huyện Quảng Ninh đang tăng cường công tác giám sát, quản lý, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch. Để góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Bình đã tăng cường liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tư vấn, tuyển dụng, tạo cơ hội giúp người lao động có được việc làm phù hợp.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Bình đã cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng việc làm và xuất khẩu lao động cho các địa phương trong tỉnh và thông qua trang thông tin điện tử việclamquangbinh.gov.vn. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức 39 phiên giao dịch việc làm, thu hút 206 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền tài sản. Qua đó, tạo cơ hội cho hơn 2.500 lượt người lao động được phỏng vấn trực tiếp và đã có hơn 2.000 lao động đạt qua vòng sơ tuyển. Từ nay đến cuối năm, trung tâm dự kiến sẽ tổ chức khoảng 10 phiên giao dịch việc làm, mời khoảng 40 doanh nghiệp tham gia nhằm tạo điều kiện cho lao động địa phương tìm kiếm cơ hội việc làm. Trong những năm trở lại đây, mặc dù tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có bước tăng trưởng khá, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch đã đề ra nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã. Để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ, công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, hàng năm, Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đồng thời phối hợp với các phòng, ban có liên quan đẩy mạnh hoạt động đối thoại, tuyên truyền để các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã nhận thức đúng trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động. Nhờ vậy, đến thời điểm này, toàn huyện có 387 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với gần 7.000 lao động tham gia, trong đó khối doanh nghiệp, hợp tác xã có tới 210 đơn vị. Nhờ làm tổ công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời, hiệu quả các chế độ chính sách cho người lao động, nên các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp kinh doanh thông qua việc điều chỉnh lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm. Tính đến cuối tháng 9 năm 2018, tổng nguồn vốn huy động tín dụng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 36.289 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ đạt 46.168 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, mặc dù các tổ chức tín dụng tập trung triển khai đề án, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, nhưng tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 8 năm 2018 vẫn là 456,6 tỷ đồng. Hiện các tổ chức tín dụng trong tỉnh đang triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu theo phương án đã được phê duyệt, rà soát việc phân loại nợ nhằm phản ánh đúng chất lượng khoản vay để từ đó duy trì nợ xấu dưới 1,01% tổng dư nợ trong tầm kiểm soát cho đến hết năm 2018. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Hóa cho biết, từ đầu năm đến nay, hơn 1.300 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã được vay vốn để phát triển sản xuất. Tính đến nay, nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là trên 22,6 tỷ đồng, tổng doanh số cho vay trên 52,1 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho 1.300 lượt hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách và hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Doanh số thu nợ đạt trên 34,1 tỷ đồng. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Hóa tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo kết hợp giải ngân trong phiên giao dịch xã, hết nguồn vốn mới phân giao và vốn thu hồi. Đẩy mạnh thu hồi nợ đến hạn, ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tín dụng ở địa phương. Gần đây, trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, nhiều hộ dân đã minh gian phá bỏ vườn tạp, cải tạo đất đai và đưa vào trồng một số loài cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình trồng ổi Thái Lan của ông Nguyễn Văn Ánh, một năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Năm 2014, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của địa phương, nhận thấy giống ổi Thái Lan có khả năng phù hợp với đất đai ở địa phương, nên ông mua giống mang về trồng thử nghiệm trên diện tích 500 m². Sau một năm, thấy có hiệu quả, ông đã nhân rộng diện tích. Đến nay, gia đình ông có 0,4 hectare ổi với gần 1.000 gốc. Mỗi năm cho thu hoạch gần 20 tấn quả, thu nhập hơn 300 triệu đồng, lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, hiện nay, xã Trường Xuân đã chuyển đổi hơn 11 hectare đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và cây dược liệu. Trong đó, giống ổi Thái Lan đang được nhiều hộ gia đình trong xã tham khảo để nhân rộng.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra tại 18 sở y tế các tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhà nước và tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vi thuộc y học cổ truyền. Theo đó, Sở Y tế Quảng Bình là một trong 18 đơn vị sẽ được kiểm tra trong đợt này. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019, các đoàn sẽ làm việc với Sở Y tế các tỉnh, thành phố nhằm kiểm tra đánh giá thực trạng hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo, giám định, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn và tình hình sản xuất kinh doanh các nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vi thuộc y học cổ truyền. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vi thuộc y học cổ truyền trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình vừa phối hợp với dự án Vươn Quảng Bình tổ chức hội thảo khởi động dự án trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng. Tại Quảng Bình, dự án triển khai ở 10 trường thuộc các vùng khó khăn ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Minh Hóa. Mục đích của dự án là thúc đẩy môi trường học tập an toàn, thân thiện và có trách nhiệm giới. Và tại đó, học sinh nam và nữ được học tập tốt nhất trong môi trường không có bạo lực giới. Thông qua các hoạt động như tổ chức tập huấn cho giáo viên, hoạt động ngoại khóa cho học sinh và nâng cao nhận thức của phụ huynh về giới, bạo lực và khuyến khích họ tham gia vào tiến trình làm cho trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng. Trong bối cảnh bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, thì việc dự án Plan hỗ trợ triển khai mô hình này tại Quảng Bình sẽ giúp cho cả cấp quản lý, các nhà trường của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tiếp cận với các hình thức, biện pháp phù hợp để hạn chế tình trạng bạo lực học đường nhằm xây dựng trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 được tổ chức tại Quảng Bình với chủ đề Việc học tập phải lấy từ học làm cốt. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của thầy cô giáo trong nâng cao chất lượng dạy và học, phong trào tự học nâng cao trình độ do ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình phát động đã thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy phong trào học tập ở tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển. Đây là một buổi học môn tiếng Anh của các giáo viên tiểu học Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy. Là một trong những trường nằm ở địa bàn khó khăn của huyện Lệ Thủy, trường tiểu học Hoa Thủy từng gặp khó khăn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị để nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong 2 năm trở lại đây, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh cùng với sự nỗ lực cố gắng trong dạy và học, trường tiểu học Hoa Thủy đã xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1 năm 2017. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng dạy và học của trường. Bởi vậy, cùng với các chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên học thêm ngoại ngữ theo chủ trương của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy. Chất lượng giáo dục của nhà trường là càng ngày càng phát triển, trong đó tập trung vào chất lượng môn ngữ văn. Môn ngữ văn bây giờ là một trong những trọng điểm mà kết quả năng lực bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ thì trong thời gian qua là chúng tôi có được 10 đồng chí đạt kết quả là A1 và 7 đồng chí đạt kết quả A2. Theo như năng lực khung tham chiếu châu Âu. Đặc biệt, một điều phấn rất phấn khởi cho xã Hoa Thủy và trường tiểu học Hoa Thủy đó là rất nhiều năm rồi, thì năm học 2017-18 mới được là tập công nhận tập thể lao động xuất sắc. Lãnh đạo trường tiểu học Hoa Thủy xác định, môn tiếng Anh là một trong những môn học chủ đạo mà trường tiểu học Hoa Thủy chủ trọng. Cùng với các tiết học chính khóa ở trên lớp, trường tổ chức những buổi sinh hoạt câu lạc bộ môn tiếng Anh ở ngoài trời. Điều này tạo sự hứng khởi cho các em đối với môn học này. Em thấy rất tự tin trong môn tiếng Anh và khi giao tiếp và rất là vui, rất là bổ ích. Em cũng thấy môn học tiếng Anh này rất là vui và khiến em hòa nhã với mọi người hơn. Ở trường Trung học Phổ thông Lệ Thủy, phong trào tự học, tự rèn luyện luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm đầu tư. Là một trong những trường trung học phổ thông chất lượng cao của tỉnh Quảng Bình, trong những năm gần đây, nhà trường không ngừng đổi mới về phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Thầy cô giáo trong các tiết giảng dạy luôn là người dẫn dắt, hướng cho học sinh trao đổi, thảo luận để tìm ra những điều bổ ích trong các bài giảng để bồi đắp tri thức, làm hành trang bước vào cuộc sống. Vì thế, trình độ giáo viên ở trường trung học phổ thông Lệ Thủy không ngừng được nâng lên với 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 25% giáo viên có trình độ thạc sĩ. Nhiều thầy cô giáo nhờ tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ,
tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, thiết kế bài giảng e-learning đạt kết quả cao. Đối với trường Lê Thủy thì việc đầu tiên là ban giám hiệu nhà trường phải làm được cái việc đó là thúc đẩy cái việc đổi mới phương pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến cái việc là làm sao để cho giáo viên tổ chức các cái tiết học theo các hoạt động, và trong một hoạt động đó thì học sinh là người tự khám phá kiến thức và tự thu nhận kiến thức từ qua việc khám phá đó. Trong những năm qua thì tuần lễ học tập suốt đời tổ chức tại Quảng Bình rất là chú đáo, nghiêm túc và có sự lan tỏa rất lớn. Có thể nói rằng là cả 8 huyện, thị xã, thành phố thì trên tỉnh Quảng Bình đều có cái phong trào này rất là sôi nổi, rất rộng khắp. Và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với hội khuyến học và các ban ngành đoàn thể thì chỉ đạo rất là chú đạo. Ban chỉ đạo xây dựng giáo dục học tập của tỉnh đã nhiều lần họp và đánh giá, phải nói rằng là kết quả trong những năm qua chúng tôi làm rất tốt. Và đặc biệt là nó khơi dậy cái vấn đề học tập phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội ở các cái vùng sâu vùng xa, mọi miền trên quê hương của mình. Từ năm 2011, để nâng cao hơn nữa ý thức học tập trong toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Tuần lễ được triển khai trong tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm. Với mục tiêu thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và lực lượng xã hội, khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Đây cũng là giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập theo tinh thần của Nghị quyết số 29, Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa 11. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 29 ngày 30 tháng 10 năm 2018, khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi, đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 66 đến 96%. Khu vực thị xã Ba Đồn, mây thay đổi, đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 64 đến 90%. Khu vực Phong Nha, mây thay đổi, đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 91%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 63 đến 85%. Khu vực thị trấn Quán Hào, mây thay đổi, đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 65 đến 87%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2018. Mây thay đổi, đến nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.